mỗi ngày. Gà cuộn xúc xích khô, dậy hương thấm vị, ăn là mê. Mến chào các bạn khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Đầu tiên thì mình cũng nên nói một chút xíu về cái loại xúc xích khô. Cái độ dinh dưỡng ở trong xúc xích khô này chứa chất đạm và chất béo rất là cao. Nếu mà mua dạng cây thì chúng ta cắt khoảng 2 ly. Thì gà thì chúng ta sẽ mua ức gà. Và bây giờ Minh Phương sẽ nhìn xin cái cách mà lạng và đập gà nhé. Khi chúng ta lạng mỏng xong thì chúng ta sẽ đập nhẹ ức gà như vậy. Phải thao tác này sẽ giúp cho thịt gà không những mềm mà còn dễ cuốn hơn, có phải không Sim? Các bạn nên đập nhẹ miếng gà để miếng gà có độ mỏng đều và không bị rách. Bây giờ chúng ta sẽ ướp vào 2 muỗng canh nước hành tỏi và 1 muỗng cà phê tiêu. Chúng ta sẽ rắc Aziquick bột tẩm khô chiên giòn để tạo vị và tạo độ kết dính cho món ăn nha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành cuộn gà với lại xúc xích khô và phô mai nha. Sự kết hợp đơn giản giữa thịt gà và xúc xích khô tạo nên món ăn mới cho bữa cơm gia đình. 4 lát xúc xích khô là vừa. Sau đó thì cuộn lại. Sẽ cuộn lại. Chưa gì mà đã thấy món này hấp dẫn rồi nha. Cuối cùng thì chúng ta sẽ định hình bằng cây tăm. Rồi. Và chúng ta sẽ làm tiếp tục cho hết 4 miếng gà còn lại. Mình cuộn cũng phải hơi chặt tay chút xíu để khi mà mình cắt ra thì tất cả các thành phần nó sẽ liên kết được với nhau. Như vậy chúng ta có 4 cái cuộn gà. Đúng rồi. Rất là hấp dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ áo thêm một lớp bột khô bên ngoài nữa. Để khi mà chúng ta chiên thì miếng gà sẽ được giòn hơn. Và nhớ là chúng ta nên lắp hai đầu lại luôn. Món này là món chiên nên cần một cái chảo dầu đúng không? Đúng rồi. Minh Phương chuẩn bị giùm xem nha. Rồi, có ngay. Đối với món này thì chúng ta cần chiên ngập dầu. Và dầu thì chúng ta không nên để nóng già quá, bởi vì đây là một món cuộn mà nếu chúng ta để nóng già quá thì bên ngoài đã giòn nhưng mà bên trong vẫn chưa có chín. Sau khi cuộn gà cũng đã gần cứng rồi thì chúng ta có thể chở cuộn gà. Cái mép mà mình cuộn lại có thể nó sẽ bị tách ra, cho nên mình để cho nó định hình được cái đã. Wow, chắc chắn là bên trong thì phô mai bắt đầu đang chảy mềm ra, rất là hấp dẫn nè. Hấp dẫn quá, phô mai tan chảy ra trông rất là hấp dẫn. Chúng ta sẽ tiến hành làm sốt. 2 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh dưa chuột ngâm chua đã băm nhỏ, có 1 muỗng cà phê mù tạt xanh. Và cuối cùng thì chúng ta cần thêm 3 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo. Và chúng ta sẽ cắt xéo cái cuộn này để nhìn được tất cả những cái phần bên trong đẹp hơn. Wow, trời ơi, nhìn cái phần phô mai kìa. Chấm nước sốt nữa là xong. Hấp dẫn quá xin ơi. Cuộn gà béo béo của phô mai, mặn mặn vị của xúc xích khô, thêm sốt trộn cho hương vị hài hòa và vừa ăn. Một món ăn có hương vị mới lạ và đặc biệt, làm cả nhà say mê.